Cựu vương hạng nặng từng đánh bại Vitali Klitschko chia sẻ quyết định quay trở lại boxing. Cựu vô địch hạng nặng thế giới Chris Buffs đã từng cướp đi thành tích bất bại của Vitali Klitschko đang có ý định trở lại boxing. Chris Buffs có thể là cái tên khá xa lạ với người hâm mộ, bởi thời gian tay đấm này đạt đỉnh cao phong độ, cũng là lúc những quái kiệt lên ngôi. Có thể nói rằng cuộc đời khá bất công cho Buffs khi ông vốn chỉ là một võ sĩ hạng trung, nhưng để có thể kiếm được thu nhập cao hơn, ông buộc phải đôn cân lên hạng nặng và chấp nhận đối đầu với những gã khổng lồ tại hạng cân này. Chris Buffs là một tay đấm từng 2 lần vô địch hạng nặng thế giới. Vào năm 2000, ông đánh bại võ sĩ bất bại lúc bấy giờ là Vitali Klitschko trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đáng nói hơn, sau những nỗ lực không thành của Vitali Klitschko trong trận đấu đó, ban huấn luyện đã quyết định dừng trận đấu. Đây là một trong những chiến thắng bất ngờ nhất của boxing thế giới. 2 năm sau, trải qua nhiều thăng trầm, Chris Buffs thượng đài với huyền thoại Evander Holyfield để tranh chức vô địch IBF hạng nặng. Một lần nữa Chris Buffs lên ngôi vương. Tuy nhiên điều đáng nói là tay đấm này vốn xuất phát điểm là một võ sĩ ở hạng trung. Vào năm 1992, Buffs đại diện tuyển Mỹ tham gia Olympic và giành huy chương đồng hạng trung. Lúc đó Buffs là nhà vô địch quốc gia nghiệp dư Mỹ. Sau sự nghiệp nghiệp dư thành công, Chris Buffs chuyển hướng lên chuyên nghiệp và ngay lập tức nhảy lên hạng nặng, thi đấu và dần trở thành chủ nhân của chiếc đai WBO IBF hạng nặng. Tuy nhiên kể từ khi đánh mất chiếc đai IBF vào tay Vladimir Klitschko, Buffs chỉ thi đấu 4 trận, rồi giải nghệ vào năm 2009. Dù vậy, trong một lần chia sẻ với báo chí, Chris Buffs cho biết, dù đã rời xa võ đài hơn 10 năm, ông vẫn đang nhắm đến việc thi đấu trở lại ở hạng trung, hạng cân sở trường của ông. Tôi không nhận được lời mời nào kể từ khi giành huy chương vàng Olympic ở hạng trung, lúc đó tâm trạng tôi đã rất tệ, gần như là trầm cảm. Tôi đã nghĩ rằng nếu không ai muốn tôi ở hạng trung thì tôi sẽ lên hạng nặng để thi đấu, Chris Buffs chia sẻ. Ông nói tiếp, các tay đấm hạng nặng ngày trước nhỏ con hơn và thế là hành trình của tôi bắt đầu. Ước mơ của tôi là được thi đấu ở hạng trung, siêu trung và hạng bán nặng. Cho đến nay tôi vẫn muốn trở thành võ sĩ hạng trung đứng đầu thế giới. Câu chuyện của Chris Buffs cũng phần nào cho thấy mặt tối của các võ sĩ nhà nghề. Ví dụ như Chris Buffs, ông là một võ sĩ xuất sắc ở hạng trung, nhưng chỉ vì ở thời điểm đó mọi sự chú ý đang đổ dồn vào hạng nặng. Chẳng một ông bầu nào mảy may chú ý đến những tài năng ở hạng cân nhỏ hơn. Chris Buffs đang đứng trước hai sự lựa chọn, thi đấu ở hạng trung, rồi phó mặc sự nghiệp nhà nghề cho số phận, hoặc phải tăng cân để tìm thấy những bản hợp đồng tiền tươi thóc thật. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Võ sĩ có tỷ lệ knockout cao nhất trong lịch sử. Một số võ sĩ được đánh giá dựa trên sức mạnh của nắm đấm, không phải danh hiệu thế giới, kỷ lục hay kỹ năng mà họ sở hữu. Tỷ lệ knockout được tính trên tổng trận thắng. Edwin Valero, 27 trận thắng, tỷ lệ 100%. Cổ võ sĩ người Venezuela đã thi đấu quyền Anh từ năm 2002 đến năm 2010. Valero từng vô địch thế giới 2 hạng cân, giữ đai WBA hạng siêu lông từ năm 2006 đến 2008 và đai WBC hạng nhẹ từ năm 2009 đến năm 2010. Valero nổi tiếng với phong cách chiến đấu mạnh mẽ và nắm đấm đầy sức mạnh. Sau 27 trận thượng đài, anh toàn thắng knockout. Deontay Wilder, 41 trận knockout, 95%. Trước 2 lần so găng với Tyson Fury, cựu vô địch WBC hạng cân có 42 trận bất bại và 41 chiến thắng knockout. Năm 2018, Wilder đối đầu Fury lần thứ nhất, nhưng bất phân thắng bại. Sau 2 năm, võ sĩ người Mỹ thua ở trận tái đấu. Wilder được biết đến là một trong những võ sĩ quyền Anh có cú đấm mạnh nhất. George Foreman, 68 trận knockout trên 76 trận đã đấu, tỷ lệ 89%. Cựu võ sĩ người Mỹ từng 2 lần vô địch thế giới hạng nặng và giành huy chương vàng Olympic. Ở tuổi 45, Foreman trở thành nhà vô địch hạng nặng lớn tuổi nhất lịch sử quyền Anh sau khi giành chiến thắng trước Michael Moorer vào năm 1994. Mike Tyson, 44 trận knockout trên 50 trận, 88%. Huyền thoại người Mỹ từng có 19 chiến thắng knockout liên tiếp trước khi trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử vào tuổi 20 vào năm 1986. Tyson nổi tiếng với cú đấm khiến nhiều đối thủ khiếp sợ. Năm 2005, ông tuyên bố giải nghệ. Gần đây, tay đấm thép thông báo bất ngờ trở lại sàn đấu ở tuổi 53. Vitali Klitschko,
41 trận knockout trên 45 trận, đạt tỷ lệ 87%. Cựu võ sĩ người Ukraine là anh trai của Vladimir Klitschko. Khác với lối đánh kỹ thuật của Vladimir, Vitaly sở hữu cú đấm uy lực và đối kháng mạnh mẽ. Anh có 3 lần vô địch thế giới hạng nặng và giữ danh hiệu WBC lâu nhất mọi thời đại. Naoya Inoue, võ sĩ người Nhật Bản là nhà vô địch thế giới 3 hạng cân và hiện nắm danh hiệu đai hạng gà. Anh đạt tỷ lệ 84%. Inoue nổi tiếng với cú đấm có lực sát thương cao, đây là một trong những lý do anh có biệt danh là quái vật. Enia Saver, 68 trận knockout trên 74 trận, 83%. Cựu vận động viên người Mỹ được xem là một trong những võ sĩ hạng nặng có cú đấm mạnh nhất lịch sử quyền Anh. Trong 68 chiến thắng knockout, anh có 23 trận hạ gục đối thủ từ vòng đầu tiên. Dù không có danh hiệu thế giới, Saver ghi dấu ấn với 2 trận đấu với Muhammad Ali và Larry Holmes. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Top 10 võ sĩ quyền Anh hạng nặng hay nhất hiện tại. Theo bảng xếp hạng mới nhất của tạp chí quyền Anh The Ring, Tyson Fury đang được đánh giá là võ sĩ hạng nặng hay nhất thế giới. Tyson Fury trở lại ngôi vương khi giành đai vô địch WBC trước Deontay Wilder hồi tháng 2, dù từng gặp nhiều vấn đề như trầm cảm, tăng cân hay dính chất cấm. Võ sĩ người Anh vượt qua và trở lại đầy mạnh mẽ. Sau 31 lần tượng đài, Fury bất bại với 30 chiến thắng. Người xếp thứ hai là Anthony Joshua, võ sĩ 30 tuổi hiện giữ 4 danh hiệu hạng nặng, bao gồm WBA, WBO, IBO và IBF. Anh được đánh giá sau Fury một phần vì thất bại gây sốc trước Andy Ruiz vào tháng 6 năm 2019. Trong 23 trận đã đấu, Joshua chỉ để thua một lần và có đến 21 chiến thắng knockout. Vị trí thứ ba là Dillian White, võ sĩ người Anh hiện đứng đầu tại WBC. Sau thất bại duy nhất trước Joshua, tay đấm 32 tuổi trở lại với những trận thắng liên tiếp. Trong 27 chiến thắng, White có 18 lần đo ván đối thủ. Cái tên tiếp theo là Deontay Wilder. Thất bại trước Fury khiến võ sĩ người Mỹ mất đi đai WBC và phá vỡ chuỗi chiến thắng khá dài lên đến 42 trận. Hai lần đối đầu với võ sĩ người Anh, Wilder thua 1 và hòa 1. Tay đấm 34 tuổi đã kích hoạt điều khoản tái đấu lần 3 với Fury. Trong 42 chiến thắng, Wilder có đến 41 lần knockout, chiếm tỷ lệ 97,6%. Luis Ortiz xếp thứ 5. Võ sĩ người Cuba giữ danh hiệu vô địch WBA từ năm 2015 đến năm 2016. Trong 36 trận thượng đài, anh để thua 2 lần trước Wilder. Sức cạnh tranh vào nhóm đầu của tay đấm 41 tuổi không còn quá cao. Gần đây anh thách đấu huyền thoại Mike Tyson nhưng chưa được phản hồi. Vị trí thứ 6 thuộc về Andy Ruiz. Võ sĩ người Mexico gây sốc khi đánh bại nhà vô địch Joshua vào năm 2019. Tuy nhiên anh không thể hiện được nhiều và thất bại trong trận tái đấu sau đó 6 tháng. Ruiz là nam võ sĩ người Mexico đầu tiên vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới. Sau 35 lần thượng đài, anh giành 33 chiến thắng. Người xếp thứ 7 là Alexander Povetkin, võ sĩ người Nga từng giành các danh hiệu WBA, IBF, WBO và IBO vào năm 2013. Dù ở tuổi 40, Povetkin vẫn chiến đấu và không có kế hoạch giải nghệ. Trong trường hợp đánh bại Dillian White ở lần thượng đài sắp tới, cựu vô địch WBA nhiều khả năng có cơ hội tranh đai vô địch thế giới. Joseph Parker xếp thứ 8, võ sĩ người New Zealand từng giữ danh hiệu WBO từ năm 2016 đến 2018. Sau hai thất bại trước Joshua và White, Parker chuyển hướng tìm những đối thủ tầm trung để có cơ hội nhiều hơn. Trận đấu gần nhất của anh là chiến thắng trước Terrell Winter hồi tháng 2. Vị trí thứ 9 thuộc về Michael Hunter, võ sĩ người Mỹ bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi để thua trước Povetkin vào cuối năm 2019. Thành tích hiện tại của anh là 18 chiến thắng sau 20 lần thượng đài. Cái tên cuối cùng là Oscar Rivas, võ sĩ người Colombia chiến đấu cho danh hiệu WBC tạm thời vào năm 2019. Khi còn thi đấu nghiệp dư, anh từng đánh bại Kuprad Pulev và Andy Ruiz. Thành tích thi đấu chuyên nghiệp của Rivas là 26 chiến thắng sau 27 lần thượng đài, trong đó có 18 trận thắng knockout. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.